nơi mà mình đến hái sò Mỹ nha mọi người, hái dâu tây nha mọi người, để làm kỷ niệm luôn. Cuộc sống Đài Loan xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình đi tham quan vườn dâu tây ở Mẹo Ly ở Đài Loan, và mời mọi người cùng mình đi tham quan cái vườn dâu tây này nhé, và xem bên Đài Loan người ta trồng như thế nào nhé. Thì mời mọi người cùng xem nhé. Đây là cái vườn dâu tây mà mọi người, rất là đẹp, bao quanh luôn, rất là nhiều luôn. Nhưng mà đi vào cuối mùa, cái dâu tây nó cũng không có nhiều, nó cũng ít luôn. Đây, quá trời ngon. Bây giờ mình sẽ ăn bao nhiêu thì mình sẽ cắt bao nhiêu. Mình cắt bao nhiêu rồi một lát mình đi tính tiền. Bây giờ cuối mùa thì một ký dâu tây á, thì nó là 300. Cắt bao nhiêu thì tính bao nhiêu thôi nha mọi người. Đây nè. Cũng ngon, rất là ngon luôn. Cũng chín rồi cũng ngon, mà không biết ăn có được hay không thôi. Lát mình ăn thử. Wow, trái này quá bự luôn. Đây, trái dâu bự như thế này quá ngon mọi người ơi. Bên kia bên đây nè, quá nhiều luôn nè mọi người. Đây, trái dâu tây rất là ngon, không biết có ăn được hay không mà cũng không dám ăn mọi người, tại vì nó cũng không có được sạch gì mấy nè. Không có được sạch gì mấy. Mình hái đi rồi một lát mình vô mình căng ký coi nó là bao nhiêu. Bao nhiêu nha mọi người. Nhiều. Quá trời nhiều. Đây là ở cái vùng mà toàn là trồng dâu tây không à mọi người. Toàn là tất cả ở đây đều trồng dâu tây không. Xung quanh mọi nơi đều trồng dâu. Nhưng mà muốn cho mọi người biết cái vườn dâu tây ở Đài Loan người ta trồng như thế nào thôi. Giờ đi hái tiếp nha. Cái trái này chưa có chín gì mấy. Vẫn mùi. Cũng nhiều ha, nhưng mà hơi mắc ha. Nhiều là mắc hả? Không biết tới 300. Tại vì giờ dâu nó cũng vẫn không có lãng bèo à. Lãng bèo. Thấy gì mà bà cho tao hoài, bà đi ra đây hoài cái gì? Không bà rảnh mà. Bà cho tao ăn một bụt xuống. Hôm nay tưởng đâu ở đây là trời nắng nhưng mà không, ở đây cũng vẫn trời lạnh mọi người ơi. Lạnh quá trời lạnh luôn. Đáng lẽ là ở đây như ở vùng Việt Nam mình ra mời mọi người là cái vùng quê á, mà cái theo cái thời tiết á thì nó nóng nực lắm, nhưng mà hôm nay á mình tưởng đâu ở đây á trời nắng nhưng mà ở đây cũng trời hơi lạnh đó mọi người. Trời lạnh lắm. Cũng hơi chưa có chín nhưng mà hái về mình để vài ngày rất là ngon nè. Ngon. Nè, bên đây thì chín nhưng mà bị người ta hái hết rồi, còn trái nhí nhí không nè. Đây. Rất là ngon luôn. Để ăn thử một trái coi nó có ngọt hay không nha. Mà ở đây hình như là người ta cũng không có cho ăn nữa. Mà chắc ăn một trái chắc không sao đâu. Rất là ngọt mọi người, ngọt dữ lắm. Nhưng mà cũng rất là dơ cũng không dám ăn.
ngọt nhưng mà nó dơ, cũng không dám ăn nhiều nữa, ăn ít ít thôi. Ừ, ngọt lắm mọi người ơi, quá trời ngọt luôn. Đây nè, nó nhỏ xíu vậy nè mọi người, bị người ta hái mấy trái bự hết rồi, tại mình đi cũng vào cuối mùa á, nên người ta cũng hái mấy trái bự hết rồi, còn chín nè, chín nhưng mà rất là ngọt nha mọi người, ngọt ngay luôn á, ngọt ngay nhưng mà còn trái dí không à, mình cũng không thoải mái luôn. Lát mình lựa trái bự bự nè, đó. Còn những trái này thì nó chín nhưng mà nó người ta hái hết rồi, còn trái dí không à, dí nhưng mà ăn ngọt ngay à mọi người, ngọt dữ lắm, quá trời ngọt luôn. Đây nè, quá trời sao mỹ luôn. Đây nữa nè, đây nè, sao mỹ không trồng được, trồng theo rẻ vậy mình cũng đây quá trời, nhưng mà trái nhỏ nhỏ không à, trái bự thì bị người ta lựa hết rồi, còn trái ghế gì không à, trái ghế gì không. Thật lòng đôi khi á không có thời gian lo mằng á, rồi nhưng mà khi mình nghỉ á, đi hái sào mì, đi hái dâu á, để giải tỏa căng thẳng đầu óc cũng thoải mái lắm mọi người. Còn nhiều lắm, để mình quay cho mọi người xem nha, qua mấy cái chỗ khác nữa. Đây cái trái sầu mì 50 ta. Thích quá mọi người, rất là bự luôn, thích ghê á. Hôm nay trời thì cũng mát mát, cũng thoải mái. Đây, chắc sao mỹ bự, quá trời ngon. Nó cũng chưa chín hung nè, còn hơi chắc chua chua đó, nên người ta không hái, nhưng mà nó rất là bự nữa. Mình cũng hái luôn tại vì nó cũng chưa chín. Quá trời bự luôn mọi người. Trái sầu mì bự quá, nhưng mà ăn lén không biết được không, ăn lén thử một trái nữa, mà nó ngọt lắm nha mọi người, rớt rồi, ngọt lắm nha mọi người, trái bự vậy nè, rồi mình ăn thử một trái à, ngon. Sầu mì thì dâu tây thì nó trồng có hai kiểu, một kiểu thì ở dưới đất gì nè mọi người, còn một kiểu thì nó trồng ở trên cái kệ. Một lát nữa mình đi qua bển mình quay cho mọi người xem người ta trồng như trên cái kệ nha. Bây giờ mình quay ở đây đi. Còn là dâu tây không? Đó, dâu tây không mọi người ơi. Nhìn ghiền luôn, mê luôn. Lúc nãy đi đông lắm mà giờ về hết rồi. Tại mình ra giờ này cũng 1-2 giờ trưa rồi. 1 giờ mấy rồi. Quá trời đẹp. Thích ghê vậy. Nãy giờ hái cũng được bao nhiêu đây? Hái cũng được bao nhiêu đây rồi nè mọi người. Giờ hái một mớ nữa rồi chuẩn bị lên đường đi nơi khác.
Giờ đi hái tiếp nha mọi người. Hái thì mình dùng người ta cho mình cây kéo vậy nè, với một cái gỗ vậy nè. Mình muốn hái bao nhiêu thì hái, ký thì 300 đồng. 300 đồng tiền Đài Loan. Muốn hái bao nhiêu thì hái, không có quy định, mà nó cũng không có lấy tiền phí mình nữa. Hái được bao nhiêu rồi? Bao nhiêu đây nè? Hái thêm một mớ nữa rồi sẽ đi về. Bên đây thì nhỏ quá, nhỏ xíu. Nhỏ xíu cũng nhỏ hái, nhưng mà thật sự là nó chín hết rồi. Chín hết rồi nhưng mà cũng rất là ngọt, nó đi ăn thử đi. Nãy giờ ăn biết nhiều rồi đó. Cũng không có sạch đâu nha mọi người, rất là dơ. Thôi ăn một trái nữa. Rất là ngọt luôn. Giờ mình sẽ đi qua bên cái chỗ mà người ta trồng ở trên cái gào đó mọi người, cho mọi người xem nhé. Cho người ta trồng ở trên mà cũng biết kêu bằng gì nữa, trên kệ á, trên cao cao á. Giờ mình đi qua bên đó. Đây nè mọi người, đây là người ta đang hái đó, hái dâu đó mọi người. Tại vì nó chín quá nhanh, người ta phải hái để bán tiếp, chứ nếu mà đợi cho những người đi vườn thì chín tới tất nhiên nó sẽ không kịp với mọi người. Đó, người ta đang hái đó. Ở bên Đài Loan thì người ta cái gì cũng phong phú hết, cái phương tiện hái dâu của người ta nhìn thấy cũng hay hay, cũng thông minh, hiện đại. Giờ mình sẽ đi qua bên cái chỗ mà vườn dâu cao á mọi người, để cho mọi người xem nhé. Đó, nó nằm ở bên phía trước á, phía trước mặt nè. Để mình qua bên mình. Gió quá, gió mà hôm nay cũng không lạnh, không phải lạnh không là mệt rồi, tại vì hôm nay mình mặc đồ mỏng lắm. Đúng rồi, người ta đang hái đó. Giờ mình tiến qua bên kia nhé, tiến qua bên mình. Dâu bự bự không mọi người, nó trồng ở trên cao á, hình như người ta không có thích á, nên trái bự bự không à. Chưa chín gì mấy. Chú cân nhân gia đang chỉ vậy à? Lại lại lại. Qua lại. Qua lại. Qua lại. Nè, hảo chỗ. Hay quá. Đến gì ai? Đến gì ai? Con gì gì? Cháu đi về. Cháu đi về. Qua tôi đi bên này chỗ đi. Ai? Bên ta. Nhìn nhá hảo, bên này có chảo mấy rồi. Không được sôi rồi. Để chảo mấy. Bên đây thì nó chưa có chín mùi nữa, nó chưa có chín mùi, cái màu nó hơi hồng hồng, nó không có đỏ như bên bển. Bên bển nó đỏ rất là ngon luôn. Nó chưa có chín không thì không có hái đâu, cái lửa cái nào nó chín chín nó hái. Cái này nó tốt vậy. Cũng hơi hồng hồng, nó chín không người ta hái hết rồi. Đây. Quá trời đẹp, thích quá mọi người ơi. Đó, nó trồng trên cao như vậy đó mọi người, chỉ đứng hái thì nó không mỏi chân, nhưng mà qua bển thì mỏi chân, nhưng mà mình thích cái cảnh nó quê dân dã, nên cũng hái rất là nhiều sào mỹ rồi nè mọi người, hái rất là nhiều dâu rồi. Giờ mình xin tạm dừng video tại đây nha mọi người.
hẹn mọi người vào những video sau nha. Nếu mọi người cảm thấy thích kênh của mình, hãy đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Giờ bye bye, xin chào tạm biệt. Rồi về mọi người ơi, thế là bé dâu đến bao nhiêu? Được 2 thùng. Giờ phải lên đường thôi. Về thôi. Quá lâu rồi.